Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 12 của thầy. Hôm nay là thầy sẽ soạn lớp bài số 139 dành cho các em. Chúng ta sẽ bắt đầu. Câu số 1 người ta hỏi mình này đúng nha, tức là phải đi tìm cái tính chất đúng của nó. Và cái tính chất đúng của câu này là câu A. Nguyên nhân tại sao câu B không được? Do cái câu B các em phải cần cái điều kiện là K khác 0 nữa thì nó mới đúng. Muối nha. Câu số 2 này thì anh em nên bấm máy. Thầy có máy nha, mà là vẽ tay cũng được thì thôi, nhưng mà trong những câu này thầy khuyên các em bấm máy cho em toàn thì thế, trong lúc mà em vẽ tay em thấy cộng trong những bài này dễ sai lắm. 2,69 là câu D đấy các em, tại ln 2 là 0,69. Câu 3 là công thức cơ bản là câu D. Câu 4 này là các em bấm máy và giơ tay. Thầy sẽ giơ tay nha. Các em đậu hàm đi. Lập DT bằng 2x dx. Xong các em thế vô đây. Là 2x dx là DT nè, còn cái căn này là căn T. Ok. Đổi cận 1 tới 2 thì nó thành 0 tới 3. Cho nên nó là câu A. Câu số 5 là thầy bấm máy. 3 căn x cận từ 1 tới 2 nó ra 3,65 là câu D đấy. Ok. Câu số 6 thì các em tách ra, tách hai này ra là 0,2 của 1 cộng cho 0,2 của F đúng không? 0,2 của 1 thì ra 2, không cái này là 2 nha. 2 0,2 của F, 0,2 của F là 3, vậy cái này 0,6 là 8. Như vậy đáp án là câu D. Câu số 7 luôn nữa các em cũng tách luôn, là bằng trừ 1 2 của x cộng cho 2 lần f là 2 nhân 2 trừ cho 3 lần rồi là trừ 3 nhân trừ 1. Rồi nó sẽ ra 11 phần 12 cái của 17 phần 12 các em, 17 phần 2 chứ. Mấy em tự bấm cái này nha, là câu D. Câu số 8 là tìm tọa độ vectơ AB lấy điểm B trừ điểm A các em. Lấy điểm B trừ điểm A là trừ 1, 1, trừ 3. Trừ 1, 1, trừ 3 là câu... trừ 1, 1, 3 chứ, xin lỗi. Câu A. Câu số 9 là hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục OI. Chiếu vuông góc là khuyết cái nào cái đó bằng 0. Tức là cái này là 0 trừ 2 0 là câu B các em. Câu số 10 viết phương trình cầu là x trừ 1 nè, y cộng 2 nè, tất cả bình đúng không, z trừ 3 nè, là cái này g bình nha, g bình hay là 2 bình là 4 nha, cho nên đáp án chính là câu B. Ok rồi, kết thúc chapter số 139 thì mấy em sẽ làm tốt. Bye bye.